Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 24 tháng 10, Quốc hội sẽ bàn về luật cán bộ công chức viên chức sửa đổi. Dư luận xã hội kỳ vọng rằng là sẽ có nhiều thay đổi đột phá nâng cao chất lượng hiệu quả bộ máy, trong đó có việc xóa bỏ tình trạng loạn chứng chỉ đang hành công chức viên chức như hiện nay. Và để hiểu rõ hơn về điều này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên truyền hình Thông tấn với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật, Cơ quan Thẩm tra Giới luật. Trước khi đến với cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây. Các đợt thi tuyển công chức viên chức hay thi nâng hạng nâng ngạch năm 2019, các thí sinh ngoài việc phải có đầy đủ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học văn phòng thì cần có chứng chỉ về chính hạng ngạch mà công chức hay viên chức đó đang được bổ nhiệm. Còn trong xét tuyển hoặc thi tuyển cán bộ công chức viên chức, quy định hiện hành đã đưa ra những văn bằng chứng chỉ rất cụ thể và cần thiết, đó là bằng đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để chuẩn hóa công tác cán bộ công chức viên chức. Ngoài ra, để xét tuyển thi tuyển cán bộ công chức viên chức còn cần rất nhiều chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ hạng ngạch mà công chức đang đảm nhiệm. Tình trạng loạn chứng chỉ trong bổ nhiệm, xét tuyển không chỉ hành đội ngũ cán bộ công chức viên chức mà còn gây tốn kém, ảnh hưởng đến công việc chuyên môn vì đa phần họ phải vừa học vừa làm. Trước thực trạng đó, trong kỳ họp Quốc hội lần này, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức sẽ được các đại biểu bàn thảo và Quốc hội cho ý kiến để sớm xóa bỏ tình trạng loạn chứng chỉ văn bằng hiện nay. Trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời trao đổi với phóng viên truyền hình Thông tấn. Thưa ông, trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức viên chức lần này thì có rất là nhiều điểm mới để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cán bộ công chức viên chức. Tuy nhiên thì nhiều ý kiến phản ánh rằng tình trạng loạn chứng chỉ đang hành công chức hiện nay thì cũng cần phải xóa bỏ. Vậy thì quan điểm của ông như thế nào về điều này ạ? Nói là luật cán bộ công chức viên chức sửa đổi lần này thì có những nội dung rất là quan trọng. Nó đem lại những cái quyền lợi rất là thiết thực cho công chức viên chức, như là nó rất là cụ thể về cái việc mà chọn và sử dụng nhân tài. Tuy nhiên phải nói rằng trong cái còn quy định những điều kiện ràng buộc về cái giấy chứng nhận rồi giấy chứng chỉ kèm theo cái việc mà thi công chức viên chức, tôi cho rằng đây cũng phải cần phải xem xét coi lại, không khéo nó có một cái sự ràng buộc mà đối với công chức viên chức họ không đáp ứng được. Vâng, thưa ông, Bộ Nội vụ thì đang xây dựng đề án vị trí việc làm, tuy nhiên vẫn cần phải đòi hỏi cán bộ công chức viên chức phải có nhiều văn bằng chứng chỉ. Vậy thì điều này có mâu thuẫn hay không thưa ông? Phải nói hiện nay chúng ta cũng đang có Bộ Nội vụ cũng trình Chính phủ để xây dựng vị trí việc làm. Tôi cho rằng đây là rất phù hợp, rất là thực tiễn để nhằm để phát huy cái tính chuyên môn hóa của mỗi cán bộ công chức viên chức. Chọn cái vị trí việc làm mà thi tuyển công chức viên chức đó là sát thực tế và phù hợp, và những người được thi tuyển chọn đó là thật sự người đó là đúng trong cái vấn đề chuyên môn. Tôi cho rằng đối với những cán bộ công chức viên chức thi tuyển vào vị trí việc làm thì có đủ những cái điều kiện cần thiết, thì họ đã có cái giấy chứng nhận là A hoặc là B anh văn, A hoặc là B là tin học, rồi đã có ngoại ngữ tin học đầy đủ hết trơn rồi. Tôi nghĩ rằng thì đây là những cái đủ điều kiện cần và đủ để thi tuyển vào công chức, không nhất thiết gì phải kèm theo những thủ tục, những giấy chứng nhận khác. Vâng, thưa ông, vậy thì sau khi dự án luật được thông qua thì chúng ta cần phải làm gì để những điều khoản này thực sự đi vào cuộc sống ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng cái luật đã được thông qua, được áp dụng ngày 1 tháng 1 năm 2011 thì năm 2011 thì cần phải có những cái nghị định của Chính phủ và cần có những cái thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ kèm theo cho nó cụ thể, chứ hiện nay giờ chỉ thông qua cái luật khung, thông qua những cái điều luật cơ bản thôi. Nhưng cái quan trọng, cái cốt lõi đó đòi hỏi mỗi con người của chúng ta, đặc biệt là công chức viên chức, phải nhận thức đầy đủ cái tầm quan trọng của công việc của mình để mà hiểu và biết công việc đó để làm. Thì như vậy nó sẽ, mà khi mà con người đã thông như vậy thì tất cả mọi công việc nó sẽ thông thành. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông.